Em lên một con Mai Co nha mọi người, rất là đẹp. Ấy không, nhầm, em lên một con Charles Jordan hiệu Thụy Sĩ Swiss Matte nha. Đó, rất là đẹp luôn, để em cho mọi người xem bên trong. Vỏ bọc vàng nha, rất là đẹp, núm đính đá đen cho em. Ở đằng sau của nó còn nguyên tem đít, tem trong, tem ngoài nè. Swiss Matte là khóa zin nha mọi người. Size là tới tầm 23-24, để em sẽ đo và ghi gõ trên tiêu đề cho mình ha. Đó, cọc số La Mã cho em. Máy V8 nha, máy Thụy Sĩ V8 rất là đẹp luôn. Ghi da bò này rất là sang nha. Đó, mọi người không thích màu này thì cứ inbox em chụp gửi mẫu dây cho mọi người chọn nha. Rất là đẹp luôn, con này em bán 650 Thụy Sĩ V8, giá quá rẻ nha mọi người, vỏ bọc vàng nha. Mua hàng inbox cho em nha, quá xịn sò luôn. Cưng ha, rất là cưng luôn á.